Chào các bạn, quay trở lại với Quimax Tech Garden. Thì trong chuyên mục nhà nông nuôi trồng ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bữa sáng của người nông dân. À quên, bữa sáng của bọn chim này. Xem nó sáng nó ăn cái gì. À, con kia đang thả rác kìa. Đây, ok, không nói nhiều nữa. Đây là bữa sáng, bữa điểm tâm. Người thì chưa có ăn đâu. Ông này ông ấy phải ăn đu đủ luôn đây. Sâu à. Ok, hôm nay thì tôi có chuẩn bị thêm một cái đèn này nữa. Mục đích là để kiểm tra xem là ở trong đây có một cái đôi chim nó đẻ, kiểm tra xem nó nở chưa. Nó được đâu đó tầm 2 tuần rồi. Đó, bắt đầu là đeo cái đèn lên đầu đó. Ok, bây giờ là đi mời các cụ sơi. Hoa súng đến mùa là rất là đẹp. Đấy. Đêm qua thời tiết thì mưa rào nên là cây cối rất là xanh, xanh đẹp, tuyệt vời. Ok, con mời các cụ sơi bữa sáng nhá. Ôi. Chìm. Ôi, cụ cuốc rồi, ra đây con cho ăn cho ăn ăn sâu nào. Đây là bắt nạt con trống mới về rồi. Mình mới giải cứu cái con trống của bác thợ bẫy cuốc ấy. Thì về đây là nó con cái nó làm chủ ở đây rồi nên nó suốt ngày nó bắt nạt nó đánh. Nó kiếp đàn đông sợ vợ nó khổ lắm. Đây đi ra đây con ơi. Nào. Mẹ cái con đánh đá này. Ok, để một miếng ở trên, một miếng ở dưới. Chim ăn. Đây. Sâu đây em ơi. Ăn đi. À, con chuè này. Ăn đi. À, hôm nay tới đầu có cái đèn sợ không dám ra. Đấy. Ăn thôi nha, tao cho bọn này ăn hết. Ây da, quên âm mình cũng sắc bắt đầu nào xuống rồi. Mấy con chim rừng này rất là đẹp ha. Xuống đây nhá. Ok. Ăn đi. Cứ bảo ăn tự nhiên, tao có bắt đâu. Ở đây vui mà. Rồi bây giờ là sẽ đi thăm cái tổ chim. Thì là con chim này đeo cái đèn nên là các chú hơi sợ. Đây. Ở đây chỗ khu vực này là khu vực đẻ của chim. Thì con cu gáy nó hay đẻ ở cái góc trong này. Cái tổ ở góc trong này. Nhưng mà nó chuyên bị cái con đầu tiên thì mình nghi là do con cuốc nó phá trứng, nó bắt trứng, nhưng mà không phải. Về sau check cam này ra thì nó chính là cái con xẻ đá, con bạc má, nhiều nơi gọi con bạc má, con chi chi ấy. Nó mổ trứng, con này rất mất dạy. Nên đầu tiên thì đôi khiếu thì cũng có đẻ trứng ở cái ổ này. Nhưng mà cũng bị ăn trộm trứng, cắp trứng. Nên là mình treo thêm cho một cái ổ nữa ở đây. Đây, hôm trước thì mình thấy có đẻ trứng rồi. Còn hôm nay thì không biết có con chưa. Chỗ này là khu vực làm nuôi rán đất để lấy mồi tươi cho chim nó ăn. Rồi bây giờ bổ sung ra đây nếu mà nó có con. Đó, kiểm tra xem, ngó ngó tí cái cảm giác nó có con chơi chưa. Ngày xưa là rình, ngày nào ngó này. Ôi giời, tuyệt vời luôn. Trong tổ có 2 con chim non. Thành công rồi.
Tuyệt vời, nhưng mà con bé nó hơi gầy, khả năng phải bổ sung thêm nhiều mồi tươi rồi. Hai con chim non. Hai con chim non đây là. Thôi không ngoá nữa. Ngoá nữa con mẹ nó sẽ mổ con mất. Thôi để đây, bổ sung thêm mồi tươi để cho nó ăn đi. Ok. Ra cái nuôi chim nó sinh sản thì về kinh tế thì nó cũng không có cái gì là đột phá hay là gì, thậm chí là nó sẽ lỗ. Nhưng mà cái cảm giác mà con chim nó đẻ được trong cái môi trường của mình nuôi thì nó rất là tuyệt vời. Ok, xem con bố mẹ nó đâu rồi. Thôi không vào nữa, vào nó gắp con nó ra khổ thân đó. Đây 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 đây. Ây, úi giời. Úi giời ơi. Ông bố ông khuân đầy mồm sâu luôn. Nhưng mà xem nào. Kìa. Các bạn để ý nha, thôi không gì đó. Đây, kìa, đấy bạn để ý con khiếu khoang cổ hay còn gọi mi đất kìa, một cặp bố mẹ nó kìa. Đấy, ông bố ông ngậm đầy mồm sâu luôn. Đây. À. Ô, thôi không trêu nữa. Ok, tuyệt vời. Vậy là đôi chim đầu tiên sinh sản trong cái AV này. Thôi. Ok. Ok. Buổi sáng thật là tuyệt vời.